Chào mừng quý bà con đã đến với kênh Kỹ thuật cây trồng. Thì quý bà con nhớ subscribe, đăng ký ủng hộ kênh. Thì bên cạnh đó quý bà con nhớ chúng ta bấm vào cái chuông thông báo để nhận được những cái thông tin và những cái chia sẻ hữu ích nhất từ kênh. Thì kính thưa quý bà con, hôm nay kênh Kỹ thuật cây trồng tiếp tục đưa quý bà con tham quan vườn và chúng ta kiểm tra vườn. Cái hiện nay đó là trên cây trồng chúng ta, đặc biệt là cây mít, trong cái mùa nắng thì những cái loại dịch hại nào mà nó gây hại quan trọng trên cái cây trồng. Thì kính thưa quý bà con á, thì sau khi mà chúng ta qua đi thăm vườn á, mà chúng ta quan sát ở trên vườn á, cái đọt chúng ta nó bị túm lại và cái lá nó bị là nó bị co lại, nó chậm phát triển, và cái đọt nó bị vàng, cái lá nó hơi tím tái, và những cái lá non nè, những cái lá non xung quanh cái đọt á, thì nó bị hầu hết là nó bị cái hiện tượng là vàng, nó bị ngà và là nó bị tím luôn. Thì và một số lá thì nó bị nhăn. Thì ở đây thì theo kênh Kỹ thuật cây trồng cũng như là quý bà con chúng ta hay làm cái mít á, thì đây là một cái hiện tượng do cái con nhện đỏ nó gây ra, thì nó chích hút, nó làm cho cái cây nó sựng lại, nó chậm phát triển và nó mất gọi là cái diệp lục tố. Thì ở đây quý bà con là chúng ta quan sát á, là ở bên trong cái búp non nè là nó bị nặng nhất. Thì cái cây này á thì là nó mới ra là nó đã bị con nhện đỏ tấn công rồi, và những cái bộ phận mà cạnh cái cuốn lá nè thì nó bị là nặng nhất. Là lý do là ở đây á, là cái nơi này á thường á, thì một số con nhện đỏ là gọi nó tập trung nhiều nhất. Thì là chúng ta quan sát á, ở trên cái đọt á, mà chúng ta nhìn ở dưới cái mặt dưới lá nó có một cái chòm đây nè quý bà con, nó có một cái chòm như thế này nè, là ở đây là mặt số nhện đỏ đang tấn công nhiều nè. Thì ở giai đoạn này á thì chúng ta có thể là phun thuốc phòng ngừa được. Và sau chúng ta quan sát ở dưới mặt dưới lá mà nó bị thành từng vệt đốm nâu như thế này nè, là cái hiện tượng này là nó cũng tương đối là nặng rồi. Thì cái lá này thì chúng ta phun thì chỉ tiêu diệt được cái con nhện đỏ thôi, chứ cái để mà cái lá phục hồi lại cái lá xanh mà tốt như cái lá bình thường thì không thể. Ở đây nè, ví dụ con hai lá nè, một lá thì mặt dưới nó bị là tím tái, còn cái mặt trên thì nó bị nhăn lại, làm cho cây chúng ta chậm phát triển. Và đây nè ví dụ con, thì hầu hết là nó tập trung và nó tấn công gây hại ở trên cái đọt non. Thì sau khi mà chúng ta thăm vườn á, thì chúng ta nhìn ở trên, chúng ta đứng xa xa chúng ta nhìn á, thì cái lá nó hơi tím tái, nó hơi ngà cái lá, và cái lá nó vàng. Thì những cái đọt non như thế này nè là đa số là nó bị cái con nhện đỏ tấn công. Thì ở đây á, thì quý bà con biết không, đây nè, cái những cái lá này là cái nó bình thường nha quý bà con. Và sau khi mà chúng ta phóng to lên á, thì cái mặt dưới lá nè, những là nó bị hầu hết là nó bị vàng, nó bị tím nguyên cái lá luôn. Thì quý bà con cũng phản ánh là mà sau khi mà thấy cây vậy lại quan sát thì không thấy con nhện đỏ. Thì kính thưa quý bà con, thì ở đây nó có hai cái loại mà côn trùng nó gây hại, nó chích hút cho cái cây mít. Mà kênh đã đi thăm vườn cũng như là chia sẻ của quý bà con mà chúng ta hay là mít đó. Thì một là cái con nhện đỏ, hai là cái con bọ chỉ. Thì trường hợp này thì cũng có một số bà con là chúng ta nói là sao mà không phát hiện cái con nhện đỏ, nhưng mà không hiểu sao là cái lá nó bị bóp và nó bị tím tái. Thì trường hợp thứ nhất là chúng ta quan sát cái lá, nếu mà cái lá mà nó bị mà chúng ta phát hiện cái con nhện đỏ thì đây là cái có thể là do cái con nhện đỏ gây ra. Thì ngoài ra thì cái lá như thế này cũng có thể là do con bọ chỉ. Tại vì kênh Kỹ thuật cây trồng cũng đã đi thăm một số vườn á, phát hiện á là trên cái lá như thế này nè, cái lá non như thế này nè, thì mặt số bọ chỉ nó cũng tương đối là cao, thì từ 3 đến 5 con á thì nó cũng là gây hại cho cây trồng rồi. Thì ngoài ra nếu mà chúng ta không phát hiện được cái con bọ chỉ á, thì chúng ta có thể là cái hiện tượng này á, là cái do cái con nhện đỏ là nó gây ra chủ yếu. Tại vì con nhện đỏ nó chích hút, và kênh á, thì cũng đi thăm vườn á, thì nếu mà cũng quan sát á, thì đa số những cái lá nó bị hiện tượng này nè thì nó do là cái con nhện đỏ.
Thì chúng ta thường xuyên mà chúng ta thăm vườn á, chúng ta quan sát á, cái một là cái lá bánh tẻ nè, xem trên lá bánh tẻ nó có những cái con nhện đỏ hay không, hoặc là những cái chấm á, hoặc là những cái lá mà nó hay bị đóng bụi á, hoặc là Đóng nó mạnh mốc, nhất. là mốc mốc á, là nó hay bị dễ bị con nhện đỏ nhất. Rồi sau đó cái lá bánh tẻ, chúng ta quan sát cái lá bánh tẻ, thì cái lá bánh tẻ đây là cái thời kỳ mà cái con nhện đỏ nó tấn công và cái giai đoạn búp. Thì nếu mà cái trên vườn chúng ta mà chúng ta cái vào cao điểm mùa nắng á, thì ở nó tấn công đặc biệt là ở giai đoạn mà cái búp này nè, và nó tấn công cho đến cái lá bánh tẻ luôn. Thì chúng ta kiểm tra cái con nhện đỏ, thì chúng ta quan sát cái mặt trên và mặt dưới lá, quan sát cái lá già, cái lá bánh tẻ và cái búp để chúng ta phát hiện là xem cái con nhện đỏ nó có hiện diện ở trên cây trồng không. Thì đây là sau khi mà chúng ta phát hiện được cái con nhện đỏ rồi á, thì đầu tiên á, thì chúng ta thấy những cái chấm nhỏ li ti như thế này, nếu mà con nó đỏ đỏ như thế này nè, chúng ta nó hơi mờ đó, tại vì kích thước nó rất nhỏ. Thì sau khi mà chúng ta phóng to lên thì cái hình cái con nhện đỏ như thế này nè, và đây là cái mặt số của con nhện đỏ mà nó ở trên cái lá này. Thì bây giờ con biết là đầu tiên là ẵm nấp ở xung quanh những cái lá, những cái ngã ba của cái lá nè, thì đây là những cái nơi mà nhờ là chú ngụ của cái con nhện đỏ. Thì nó chích hút, nó làm cho cái cây chúng ta mất diệp lục tố và cái lá nó bị nhăn nheo lại và nó chậm phát triển. Ngoài ra thì quý bà con là có thể chúng ta kiểm tra cái nhện đỏ bằng những một trong những cái cách sau. Cái thứ nhất á, là quý bà con là có thể là chúng ta là quan sát cái mặt trên mặt dưới lá, chúng ta thấy những cái chấm đỏ đỏ như thế này nè, thì đây là cái con nhện đỏ. Và cái cách thứ hai á, là chúng ta đặt cái lá lên trên cái bàn tay chúng ta kéo nhẹ một cái, hoặc là chúng ta cà sát á, thì như vậy chúng ta quan sát cái tay chúng ta nó có những cái vệt đỏ đỏ lon lon đỏ đỏ, thì đây là cái chính là cái con nhện đỏ. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể là đặt một cái tờ giấy trắng ở trên cái mặt lá, và chúng ta chà nhẹ một cái, thì chúng ta có thể là xác định được cái mặt số nhện đỏ là nó ít hay nó nhiều. Thì nếu mà những cái vệt đỏ lon này nó càng nhiều á, thì cái mặt số nhện đỏ trên cây chúng ta càng nhiều, thì chúng ta nên phun thuốc kịp thời. Thì kính thưa với bà con á, cái con nhện đỏ thì nó gây hại đặc biệt ở giai đoạn đọt non. Thì ở đây kênh kỹ thuật cây trồng xin chia sẻ với bà con, một là cái sản phẩm Ta Siêu 1.9 hoặc chất Amametin Benzoate để chúng ta phun phòng ngừa cái con nhện đỏ cũng như là cái con sâu đục đọt, và ngoài ra là tiêu diệt luôn được cái con bọ chỉ. Thì chúng ta nên phối hợp với cái sản phẩm là lên đọt cây mít, hai sản phẩm này chúng ta kết hợp với nhau để chúng ta vừa xử lý sao cho cái đọt mít chúng ta nó ra gộ, nó ra đồng loạt, nó ra tập trung, và nó hạn chế cái tình trạng điếc cành, vàng cành ở trên cây mít. Và chúng ta phối hợp với là cái sản phẩm Ta Siêu 1.9 để phun ở giai đoạn đọt non, phòng ngừa được một là cái con nhện đỏ, hai là cái con bọ chỉ, ba là cái con sâu sâu đục đọt và một số cái con côn trùng khác mà nó gây hại trên cây mít. Thì ngoài ra quý bà con là có thể sử dụng cái ghì gen của công ty Bayer. Thì cái ghì gen này là nó có hai loại nha quý bà con, một là cái dạng gói, thì quý bà con có thể là sử dụng hai gói cho một bình cộng với là 50 cc cái lên đọt mít cho một bình 25 lít nước. Thì ngoài ra quý bà con có thể là sử dụng cái dạng chai để chúng ta tiết kiệm cái chi phí hơn. Và cái sản phẩm thứ ba ở đây kênh kỹ thuật cây trồng muốn chia sẻ với bà con là cái sản phẩm Chitin 3.6. Thì cái sản phẩm này nó vừa trị được cái con bọ chỉ, trị được cái con nhện đỏ và một số cái con gầy mà nó gây hại ở trên cây trồng. Thì quý bà con có thể là sử dụng từ 25 đến 30 cc trên bình 25 lít nước kết hợp với 50 cc lên đọt mít chúng ta phun cho một bình. Và quý bà con nhớ là chúng ta phải phun ướt đều mặt lá nha quý bà con, mặt trên và mặt dưới lá, để là tránh cái tình trạng là chúng ta không phun giáp, không phun ướt hết. Thì như vậy thì cái con nhện đỏ nó còn và nó tiếp tục nó sinh sôi và nó gây hại cho cây trồng. Thì ở đây thì sau khi mà chúng ta bón phân, cái lá nó ra xanh, cái lá nó xanh, nó bóng, nó mướt, nó tốt và nó xuất hiện cái búp như thế này nè, thì quý bà con là có thể phun, và một tầm khoảng 7 đến 10 ngày sau thì chúng ta phun lại lần hai, thì cái búp nó đã nở ra và cái lá nó như thế này nè quý bà con. Thì chúng ta phun hai lần như vậy thì cơ bản là chúng ta đã quản lý được cái con nhện đỏ ở trên, hoặc là cái con bọ chỉ, hoặc là một số cái con sâu đục đọt và cái con rầy ở trên cái cây mít. Thì đây là một số kết quả mà kênh kỹ thuật cây trồng là cũng chia sẻ và cũng hướng dẫn cho quý bà con. Thì
Nếu mà chúng ta quản lý được, một là cái con nhện đỏ, hai là cái con sâu đục đọt, hoặc là một số cái con gầy mà nó chích hút trên cây mít, thì cây mít nó phát triển nó nhanh chóng và cái cây nó mau lớn, cành lá sum xê và rút ngắn được cái thời gian kiến thiết và chúng ta mau cho trái hơn. Thì kính chúc quý bà con được một cái vụ mùa bội thu, chúng ta chăm sóc cái vườn chúng ta xanh đẹp và năng suất cao. Thì mọi thắc mắc cũng như là đóng góp ý kiến, quý bà con có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0369 065 838, hoặc quý bà con có thể bình luận dưới video này để chúng tôi chia sẻ những cái thông tin hữu ích nhất. Kính chúc quý bà con vụ mùa bội thu.